Siêu vang cơ mang thương hiệu Domus, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Con này tại vì sao nó là siêu vang cơ? Tại vì nó là một con vang cơ nhưng mà nó bao gồm đầy đủ tất cả những cái chức năng của một con vang số cao cấp, từ echo, dì vợt, rác cắm Canon đằng sau đít và rác mic 6 ly đằng sau đít. Đường súp thì có thể cắt tần số súp y như kiểu là một con vang số chuyên nghiệp luôn. Đấy, cái cổng súp đây. Cổng súp đây vừa mình có thể tự động súp được này, như một con vang số SISO ấy, và vừa có thể cắt giải tần của súp được. Cái con vang cơ này nói chung là chất lượng không khác gì một con vang số cao cấp cả, nhưng mà nó lại cực kỳ dễ chỉnh và có thể khai thác được tối đa cái chức năng của nó rất là dễ dàng thôi. Nếu mà để mà so sánh một con vang số cao cấp với một con vang cơ cao cấp thì chắc chắn là nếu mà để xét toàn diện thì chắc chắn là con vang số nó sẽ hay hơn con vang cơ, nhưng mà đấy là chỉ là đúng thôi chứ mình chưa đủ được. Thì nó hay hơn thì phải là hay hơn là một cái mà người sử dụng ấy là phải khai thác được tối đa cái con vang số đấy thì nó sẽ hay hơn được con vang cơ. Nhưng mà nếu mà khi mà về tay người tiêu dùng mà cái con vang số đấy anh em mà chỉ được khai thác được tầm khoảng 60-70% cái ưu điểm của nó ấy, thì không bao giờ thì có thể bằng được một cái con vang cơ mà mình khai thác được trên 90% ưu điểm của nó. Đấy, con vang cơ này rất là dễ chỉnh và đầy đủ các phím chỉnh ở trên mặt đây. Đây là ba phím để chỉnh nhạc, bass test và ba lăng của nhạc. Đấy, phần echo effect thì có delay, repeat và echo tổng. Reverb thì có reverb time, reverb band, giống hệt như một con vang số luôn. Và ở cái phần điều chỉnh số này thì mình có thể bấm một nút echo thì là chỉ chọn hát echo không. Bấm nút echo cộng reverb thì có nghĩa là trộn cả echo cả reverb. Còn bấm nút reverb bên này thì là mình sẽ hát đồng reverb không. Cái tiếng reverb của con này em vừa test ấy thì nó ra nó được khoảng 80% so với con dì vật của 1080, rất là tuyệt vời ở trên một con vang cơ. Đây, bây giờ em sẽ soi qua cái linh kiện của nó cho anh em xem. Tất cả những cái dòng vang Domus mà hàng mới, hàng nhái ở trên thị trường ấy thì nói chung là không bao giờ em để ý và không bao giờ em tính tiền, không bao giờ em làm những cái hàng đấy. Em chỉ tìm những cái hàng đẹp, độc và là những hàng bãi thật sự ấy, để bán lẻ cho anh em thôi. Đây, như cái con vang này, linh kiện rất là chất. Mà con này là hàng sản xuất tại Đài Loan, sản xuất tại Đài Loan chứ không phải sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, Made in Taiwan. Những cái hàng sản xuất Đài Loan thì đa số là toàn là những cái hàng xuất đi các nước khác thôi, toàn xuất sang châu Âu thôi. Đấy, sản xuất dưới công nghệ của Nhật, toàn bộ là sử dụng linh kiện của Nhật hết, kể cả từ những con Zolia cũng là Takamisawa, tất cả là của Nhật hết. Đấy, con này đây là cái mạch chip xử lý tín hiệu tổng đó. Linh kiện nhìn rất là chất. Số lượng thì không có nhiều, em chỉ có 8 con thôi.
và giá em bán là 2.500.000 một con, bao ship toàn quốc, bao cho anh em là dễ chỉnh và hát thì tiếng rất là hay, tiếng echo của nó cực kỳ hay luôn. Đấy, chỉ cần anh em nào mà biết một chút là có thể khai thác được đến 90% của cái con vang này rồi. Đấy, đấy nó chỉ cần biết một chút thôi đấy. Rất là dễ. Đấy, nhưng anh em nào mà mua vang số về thì đa số là nếu mà là những người thợ bán như bọn em ấy thì một con vang số của hãng bọn em có thể khai thác được tầm khoảng 80 đến trên 80% cái tất cả các chức năng của nó. Nhưng mà khi bán cho anh em ở xa đấy, em thì bọn em chỉnh ở nhà và khi úp cho cái về cái phòng của anh em thì nó giảm xuống còn được tầm khoảng 60% thôi. Thì một con vang số lúc em bán cho các anh em thì nó chỉ còn tầm được 60% cái độ hay của nó đấy. Còn đối với những anh em nào mà người dân dùng mà biết tìm hiểu thì có thể là sẽ chỉnh theo ý mình muốn được. Còn những người mà không biết thì thật sự là rất là khó. Thế nên là những đối với những anh em nào mà không thể sử dụng vang số được ấy, thì sẽ chơi những con vang cơ cao cấp như này. Đấy, chất lượng của nó em đảm bảo luôn là sẽ hay hơn những con vang số cao cấp mà anh em không biết sử dụng. Đấy, con này là mang tên là DP-T8. Đấy, DP-T8 2 mã, xử lý 32 bit. Quá khủng cho một con vang cơ. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Số lượng là chỉ có 8 con thôi. Xin chào anh em.